Nghĩ hả lão bạn, tôi tên là Nguyễn Duy Tài, sinh năm 1992, năm nay 32 tuổi. Tôi chiều cao 1m64, nặng 60kg. Hiện tại đang độc thân, sinh ra tại Hà Tĩnh. Tôi muốn sang Đài Loan đi làm để kiếm thêm thu nhập. Xin chào lão bạn. Xin chào các bạn.